Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em xin gửi tới mọi người đèn pha bên lái của con Toyota Vios 2009, số tự động. Đây là sản phẩm chất lượng cao nên mọi người nhìn tất cả các đường led của nó rất là sắc nét, chuẩn luôn. Anh em có thể nhìn thấy các cái gương của nó lại rất là sắc nét. Đây tất cả đều có cái thông số và cái mã hàng như hàng theo xe luôn. Đây. Đây là đời chưa lên bi. Tức là pha vẫn là pha thường, dùng bóng H4. Đây là phía sau của đèn hậu. Chỗ này là những chỗ để bắt bóng. Đây là gài bóng H4. Còn đây là bóng đèn xi nhan. Chúng ta gài ở đây. Đây, người ta cũng đề rõ luôn thông số là 12V 21W. Cũng là đèn xi nhan luôn. Còn đây là phía trước mặt kính của sản phẩm. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu và tư vấn về sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.